Hi, xin mến chào quý vị. Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hôm nay mình lại giới thiệu đến quý vị một loại bưởi mới. Một cái tên nghe rất đẹp, đó là bưởi Long Hồng. Bưởi này thường xuyên xuất hiện ở các chợ từ nhỏ cho tới lớn. Phần lớn đây là loại bưởi tiêu thụ trong nước, vì cái màu sắc của nó không được bắt mắt, da màu xanh sạm, sần chùi, đôi khi nó cũng mịn nhưng lại không đẹp, vì màu của nó rất tối, không thích hợp để trưng trên bàn thờ, cho nên phần lớn đây là bưởi để ăn. Mặc dù vậy, hiện nay nó lại là loại bưởi có mức giá cao hơn bưởi da xanh, vì đây là loại bưởi bình dân, dễ mua, dễ trồng và dễ buôn bán. Mức giá lúc nào cũng nằm ở trung bình. Giá của chúng nằm ở từ khoảng 30 cho tới 35 ngàn đồng một ký. Tùy theo khu vực, giá bưởi này có thể lên cao hơn nữa. Vì đây không phải là loại bưởi xuất khẩu, cho nên giá của bưởi Long Hồng này nó nằm ở khoảng trung bình. Nhưng điều đặc biệt đó là số ký của chúng. Đây là loại bưởi không quá khắt khe về số ký, cho nên loại bưởi loại 1 người ta đã lấy từ mức 800g cho tới 1kg, đó là bưởi nhất. Quay lại với tình hình giá bưởi Long Hồng như sau. Giá bưởi Long Hồng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An có mức giá như sau. Khu vực Cần Thơ, Hậu Giang mua vào là từ 20 cho tới 25 ngàn đồng trên ký, bán ra từ 30 cho tới 35 ngàn đồng trên ký. Khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp mua vào từ 20 cho tới 23 ngàn đồng một ký, bán ra từ 30 cho tới 33 ngàn đồng một ký. Khu vực Tiền Giang, Long An mua vào từ 20 cho tới 25 ngàn đồng một ký, bán ra từ 33 cho tới 35 ngàn đồng một ký. Đây là mức giá tham khảo trong ngày và cập nhật nhanh nhất. Hy vọng gần quý vị và anh chị các bạn nào biết giá hãy comment bên dưới cho mình và đăng ký kênh để mình gửi đến quý vị video về giá bưởi nhanh nhất có thể. Để không khỏi mất công, quý vị phải tìm kiếm trên mạng mất thời giờ để cập nhật nhanh nhất trong ngày, mình có thể gửi đến quý vị sớm nhất. Giá bưởi như thế cũng là điều đáng mừng so với tình hình hiện nay. Tình hình hiện nay do dịch bệnh cho nên khó xuất khẩu sang các nước láng giềng hoặc là xuất khẩu sang nước khác, cho nên giá bưởi tạm ổn định so với các loại bưởi khác. Đây cũng là điều đáng mừng và đáng chúc mừng cho bà con nhà vườn trồng bưởi Long Hồng. Tới đây mình cũng xin dừng lại clip. Kính chúc quý vị và các bạn chị đang xem kênh có được một ngày thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều may mắn. Xin mến chào và hẹn gặp lại.